Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 161 của truyện Thiên đạo đồ thư quán, mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 1131, 1132, Hoàng đạo thư viện Đường đường là công chúa, là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một, lúc này mới tìm hắn nói chuyện, vậy mà hắn lại còn không thèm để ý, lại còn xoay người rời đi. Người này có phải là nam nhân hay không chứ? Được rồi, ta sẽ nói ngay ở chỗ này. Cắn răng một cái, sợ cái tên này lại rời đi lần nữa, phi nhì công chúa dừng bước, trực tiếp truyền âm. Ta không biết việc giải bia đá là điểm mạnh của người, đánh cược với người thua, không có gì để nói. Có trời thì phải có chịu. Nhưng chỉ là bây giờ, ta nghĩ lại, lại muốn đánh cược với người, Người có dám hay không? Lần trước ai nghĩ tới cái tên gia hỏa bề ngoài xấu xí này còn là một vị danh sư, lại còn có cái loại bản lãnh đó. Mặc dù thua thì thua, vậy nhưng mà nhớ tới yêu cầu của đối phương, trong lòng nàng lập tức cảm thấy rất là ấm ức. Không phải sớm giải trừ cái gọi là quan hệ chủ tớ này, ai mà biết sau này cái tên này có nổi điên nữa hay không, lại bảo nàng tới rót rượu, bóp chân cho hắn thì phải làm sao? Nếu như mà thực sự là như vậy, vậy thì công chúa như nàng cũng không cần phải sống nữa mà trực tiếp chết luôn đi. Ủa? Lại còn đánh cược nữa sao Thấy nữ nhân này vẫn còn chưa từ bỏ ý định Lại còn dám đánh cược với mình Trường huyền lại dừng bước Như cười như không lại nhìn về phía nàng Một tỷ nữ như ngươi Lại có tư cách gì đánh cược với chủ nhân như ta Ngươi Đôi mắt thanh tú lạnh lẽo như băng Phi nhì công chúa nghiến răng nghiến lợi Nếu như không phải là cái tên này cũng là danh sư Lại còn đánh cược thắng Như vậy nàng đã hận không thể nào chụp chết đối phương tại chỗ rồi Được rồi Nếu như mà không có chuyện gì khác nữa Vậy thì ta đi trước hơn nửa đêm rồi, buồn ngủ tới chết, không có rảnh náo loạn với người. Khóa tay áo một cái, Trương Huyền tiếp tục đi về phía nơi ở tại Hồng Phong Đế Quốc trong Hiến Vũ Đế đồ Vừa mới đi được hai bước thì có một làn gió thơm vờn quanh, nữ tử kia lần nữa ngăn chặn trước mặt hắn. Bởi vì tức giận, cho nên bộ ngực không ngừng phập phồng, sùng mãn, mượt mà mà nhô lên, giống như là muốn xé rách cái bộ váy này. Người đứng lại tại chỗ. Bàn tay vẫy một cái, chân khí tuôn ra ngoài, tạo thành một đạo bức tường chân khí Sao? Ta không có cá với người, muốn dùng biện pháp cứng rắn hay sao? Là một tỷ nữ mà dám động thủ với chủ nhân như ta, người có một chút quy củ nào hay không? Thấy nhà đầu này tức giận tới mức muốn nổ phổi, Trương Huyền lại nhẹ nhàng cười. Ta cho người 700 linh thạch, mua 10 ngày, hiện tại còn chưa được tính là tỷ nữ. Hừ lạnh một tiếng, phi nhì công chúa lại lật bàn tay một cái. Người chọc ta tức giận, làm học tỷ, ta lại muốn giáo huấn một học đệ như người, không tính là cái gì hết. 10 thứ hạng đầu bên trong lúc thi đấu danh sư đều có cơ hội đi vào bên trong Hồng Viễn danh sư học viện. Phi Nhi công chúa là học viên năm thứ hai, vậy cho nên đương nhiên là học tỷ của bọn hắn. Nếu như dựa vào cái thân phận đó, như vậy chuyện học tỷ giáo huấn học đệ cũng không tính là cái gì trái lệ. Thanh âm vừa dứt thì bàn tay trắng như ngọc của Phi Nhi công chúa đã tung bay, lăng không chụp một chảo với người xung quanh. Nàng đã thực sự bị tên này chọc tức rồi. Hôm nay bất kể là như thế nào thì nó cũng muốn dạy dỗ đối phương một trận, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng lực lượng của hóa phàm cảnh lục trọng kiều thiên cảnh được thi triển ra linh khí xung quanh giống như là được một cái cầu nối cực kỳ lớn dẫn dắt tạo thành một bức tường bành trướng phong kín bao phủ hai người này vào trong đó rất hiển nhiên đánh cược thua ra tay với đối phương nàng cũng lại cảm thấy hơi ngại vậy cho nên trước tiên mới bắt đầu phong tỏa xung quanh như vậy mới không để cho người ta nhìn thấy giáo huấn học đệ lại cũng không tính là gì nhưng chỉ là người khẳng định lại muốn động thủ với ta sao thấy nữ nhân này đã phong tỏa xung quanh, ánh mắt của Trương Huyền có một chút quái dị nhìn về phía nàng. Vừa rồi hắn ở trong phủ thái tử đã đánh một đám hợp linh cảnh và kêu cha gọi mẹ đó, có lẽ nữ nhân này cũng nên biết thực lực của mình không chỉ đơn giản là chọc thanh cảnh á. Không ngờ vẫn còn dám động thủ, xem ra tự tin không nhỏ. Bớt nói nhảm đi, ta sẽ khiến cho người ngoan ngoãn đánh cuộc cùng với ta. Hừ lại một tiếng, thân thể mềm mại của phi nhi công chúa thoáng một cái đã đi tới trước mặt Trương Huyền, cổ tay rung lên một cái rồi bổ xuống, chân khí trong lòng bàn tay giống như là dù che mưa móc ngược phong tỏa tất cả phương vị mà trương huyền có thể tránh né chỉ cần hắn dám dây chuyển vậy thì sẽ khiến cho chân khí va chạm khi đó có muốn chạy trốn cũng lại không trốn thoát được võ kỹ linh cấp thượng phẩm kim tán tỏa khí chiều này không chỉ có thể phong tỏa đường lui của người khác mà còn có thể phong tỏa ngăn cản lực lượng chân khí của người ta khiến cho người ta khó có thể hành động được thậm chí lại còn mang theo năng lực công kích linh hồn khiến cho người ta rất buồn ngủ không cách nào có thể tự kiềm chế được Xem ra, nàng cũng biết cái vị học đệ này thoạt nhìn thực lực không có ra sao, nhưng mà kỳ thực tu vi của hắn không yếu, vậy cho nên vừa ra tay đã thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Linh hồn của Trương Huyền đã chuyên môn tu luyện qua công pháp vu hồn, cường giả hóa phàm bát trọng muốn công kích linh hồn, khiến cho hắn ngủ mê mệt cũng cực kỳ khó có khả năng. Vậy cho nên làm sao có thể sợ hãi công kích của đối phương được? Trong đầu lại thầm nói một câu thiếu hụt, hắn lắc đầu, bàn chân bỗng nhiên lại đạp mạnh trên mặt đất. Chân khí trùng kích vào, chỗ đó lập tức xuất hiện một vết rách hẹp dài, mặt đất ở dưới chân phi nhi công chúa lập tức trở nên không ổn định, kim tán hỏa khí đã xuất hiện một chút kẽ hở. Thân thể thoáng một cái, lách mình từ bên trong công kích của đối phương đi ra, lại siết chặt nắm đấm rồi đánh ra một quyền. Mặc dù đối phương là cường giả kiều thiên cảnh, vậy nhưng chẳng qua cũng là sơ kỳ mà thôi, toàn bộ hồn lực hay chân khí của hắn cộng lại cũng đã có lực lượng hơn xa đối phương, một khi mà chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua vẫn còn chưa nhất định không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như vậy một cước đạp ở trên mặt đất đã xé rách kim tán tỏa khí của mình lại còn thành công đào thoát phi nhì công chúa sững sờ nhưng chỉ có điều ánh mắt nàng lập tức nhấc lên tay tạo thành thủ ấn tiến tới nghênh đón cứng đối cứng trong mắt của nàng kẻ trước mắt này có đủ mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong mà thôi nhưng nàng thì sao cường giả kiều thiên cảnh muốn vượt qua không có cửa quyền trường va chạm thân thể của trương huyền nhóng một cái liên tục lùi về phía sau vài bước mà phi nhi công chúa mặc dù là không lưu lại vậy nhưng mà ở trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc giống như gặp quỷ nàng đã dùng hết toàn lực rồi lại còn thi triển ra võ ký. vốn lại còn cho rằng ít nhất đối phương cũng phải bị đánh ra mấy chục mét bản thân sẽ bị trọng thương vậy nhưng con nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương chỉ lui ra vài bước đã không còn việc gì cả cái tay này thực sự là chọc thanh cảnh hay sao làm sao mà so đấu với kiều thiên cảnh sơ kỳ như nàng mà cũng không hề yếu kém hơn nàng lại cảm thấy khiếp sợ trường huyền lại cũng chẳng nhịn được lắc đầu Xem ra thiên đạo quyền pháp của ta cũng cần phải thăng cấp rồi. Thiên đạo quyền pháp của hắn là một loại hình võ ký, mặc dù không có chỗ thiếu sót so với cùng cấp bậc lại có uy lực lớn vô cùng, được coi là vô địch. Vậy nhưng, cấp bậc thư tịch siêu tầm được lại không cao, uy lực cũng lại có hạn. Đối kháng với võ kỹ linh cấp hạ phẩm thì có thể chiếm thế thượng phong, nhưng mà so với thượng phẩm giáo còn kém hơn không chỉ là một đoạn. Chuyện này cũng giống như là khi người học sinh tiểu học năm nhất, mỗi một lần đều có thể đạt được 100 điểm, không có một chút nào sai lầm. Vậy nhưng như vậy cũng không thể nào so được với học sinh cấp 2. Nếu như làm bài thi khảo hạch sơ trung kỳ, vậy thì chưa chắc người đã có thể hơn được. Thiền đạo võ kỹ có lợi hại hơn đi chăng nữa, nếu như mà cấp bậc, thu tịch siêu tập được quá thấp, như vậy so với võ kỹ cao cấp chân chính vẫn còn kém cả một mảng lớn. Bởi vậy, mặc dù là lực lượng của hắn đã vượt qua được đối phương, vậy nhưng lúc chân chính đối kháng vẫn phải ăn một chút thiệt thòi chỉ là sau khi đối chiến một chia cũng đã làm cho hắn kiểm tra xong lực lượng chân chính của đối phương nàng ấy muốn vượt qua hắn cũng không có dễ thấy cái vị học đệ này tuổi tác so với mình lại còn nhỏ hơn nhưng thực lực của hắn lại ngang ngửa miệng lại khẽ hử lạnh thân thể mềm mại của phi nhi công chúa lần nữa lại thoáng lên lập tức đuổi theo Ai, à, nữ nhân này nhìn công kích của nàng ấy càng ngày càng nhanh có một loại cảm giác giống như là muốn liều mạng trường huyền lại lắc đầu thở dài lại nhìn ra những chỗ thiếu hụt bàn chân co lại đánh thẳng về phía ngực của đối phương Người vô sĩ Thấy hắn lại muốn đánh vào ngược của mình Phi Nhi công chúa tức giận tới mức kêu loạn lên Thân thể không kìm được mà co rút lại Chiều số mới vừa rồi đánh ra Cũng theo đó biến hình Lần nữa xuất hiện lỗ hổng Một trường đánh hụt Lúc vội vàng nhìn thấy phía trước Thì đã thấy người thanh niên này mất hết tùng tích Cái gì? Đi đâu rồi? Đối phương trong nháy mắt đã biến mất toi, phi nhi công chúa lại sững sờ, đang muốn tìm kiếm thì con người đột nhiên đã co rụt lại, vội vã xoay người, chỉ là lúc này đã muộn nàng thậm chí thấy mông mình tê dần lại bị, một cước hùng hằng đạp trúng kêu thả một tiếng thân thể bay thẳng lên sau khi bay ra hơn 20 mươi mét mới nằm dạp xuống trên mặt đất phụ y lộng lẫy xinh đẹp đã bị xé rách thành mấy lỗ thủng trên mặt cũng đều là bùn đất Đâu còn nửa điểm phong phạm của công chúa nữa chứ nhìn qua rất hiển nhiên là một tên ăn mày người cái đồ lưu manh phi nhi công chúa cảm giác giống như là muốn khóc tên ơi thân mang huyết mạch hoàng thất khi mà chiến đấu cùng người khác người ta tránh né không kịp ai mà dám bất kính với nàng chứ cái tên này thì tốt rồi đầu tiên là đụng vào ngực làm cho nàng không dám nghênh đón sau đó thừa cơ hội phá ra phong tỏa chân khí của mình rồi đó tiến về phía sau đạp một cái thẳng vào mông em gái nhà ngươi không biết mông và ngực của nữ nhân là nơi không thể nào đánh sao không chỉ là đánh mà lại còn đánh rất vui vẻ người có biết xấu hổ hay không cảm thấy phía sau rất là đau rát phi nhi công chúa vừa thẹn vừa tức giận bàn tay bỗng như lại nhấn một cái trên mặt đất cả người lăng không bay lên giống như là nổi điên lần nữa lao tới trước đó chỉ là nổi giận hiện tại nàng đã cảm thấy có một chút điên cuồng vẫn còn chưa tới mức độ đến trước mặt đối phương thì nàng đã lần nữa nhìn thấy đối phương lại muốn đạp ra một cước nhìn thấy cước này khóe miệng của phi nhi công chúa lại khẽ co giật Phương vị và nắm bắt thời cơ của một cước này vô cùng xảo diệu, phong tỏa phạm vi mà mình muốn công kích. Nếu như mà nàng vẫn còn muốn dựa theo phương vị vừa rồi để công kích, không cần đối phương phát lực, vậy thì chính mình cũng sẽ tự động vào đó. Hơn nữa, quan trọng nhất là vị trí lại là phía trước ngực. Cái tên, cái tên đăng đồ tử. Răng cắn chặt, bàn tay bỗng nhiên lại vỗ một cái vào trước mặt, mượn lực đẩy thân thể ngược lại. Thân thể lăng không xoay một vòng, đang nghĩ ngợi, tiếp tục công kích như thế nào thì lần nữa đã cảm thấy mông mình tê dần rồi. Người! Nàng lại bay ngược trở ra, miệng ăn đầy bùn đất, thân thể lại rớt xuống trên mặt đất. Lần này hắn lại còn rơi ác hơn, y phục bị cắt ra càng nhiều, đầy đầu, khuôn mặt đều là bụi bặm. Người! Người có biết đánh nhau hay không? Phi nhì công chúa đúng là muốn phát khóc. Bắt nạt người ta cũng không nên bắt nạt như thế, liên tục hai lần đều đá thẳng vào mông, về sau bảo nàng làm sao mà gặp người cơ chứ. Đánh nhau với nữ nhân mà lại còn đánh vào ngực và còn có mông nữa, người có một chút phẩm hạnh nào và đạo đức của danh xưa hay không? Nếu như mà ta nói không phải là ta cố ý, người có tin không? Bên này nàng khóc lóc không ra nước mắt, bên kia Trương Huyền lại cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đối phương có thực lực kiều thiên cảnh, mặc dù ở trên lực lượng đã là vượt qua đối phương, vậy nhưng mà trên thực tế, tốc độ phản ứng và ý thức hắn lại đều còn xa không thể nào theo kịp. Hắn đã hết cách rồi, chỉ có thể căn cứ vào vị trí thiếu hụt mà thiên đạo thư viện miêu tả để mà công kích. Vậy nhưng mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, những vị trí mà thư viện ghi chép không phải là bộ ngực thì chính là cái mông vẻ mặt rất là khó coi, trưởng huyền lại vào đầu, có phải lần này ta đã dùng phải hàng giả thiên đạo thư viện? Đây chẳng lẽ lại là hoàng đạo thư viện hay sao? Tốt, ta đánh cược với người còn không được sao? Buồn bực một hồi, Trương Huyền đành phải nhắm mắt lại. Đánh cược thì thôi đánh cược đi, nếu như mà không cứ tiếp tục đánh thế này, không chỉ là y phục của đối phương bị xé nát sạch sẽ, mà còn sợ cái mông của nàng lại cũng chẳng còn gì mà che. Cảnh Xuân là vô hạn. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Đường đường là danh sư, đối chiến với người khác lại giống như đang đùa bỡn nữ nhân vậy. Nếu như mà chuyện này mà truyền đi, hắn cũng không cần phải sống nữa. Đánh cược sao? Khóe miệng của Phi Nhi công chúa co giật, nước mắt lại chảy ào ào. Đây cũng không phải là chuyện có đánh cược hay không. Hết chương. Chương 1133-1134, Ngô Chấn Duy Sẻo, Phần Thượng. À, nếu như mà tiếp tục đánh, ta lại sợ. Thường thế của người lại càng nặng hơn. Hay là thôi đi. Người muốn đánh cực như thế nào, vậy thì cứ nói ra. Ta bồi ngươi vậy là được rồi. Thấy trên cái cặp mông đầy đạn của nàng có hai cái dấu chân rất là to và rõ ràng. Vậy mà Trương Huyền lại lúng túng. Bình thường chiến đấu nhất định là hắn sẽ thắng đối phương. Chỉ là nếu như tiếp tục mượn thiên đạo thư viện, ai mà biết một lát nữa là còn xảy ra cái chuyện gì lúng túng hơn nữa liên tục đạp cho hai cước vào mông quả nhiên lại không tiện nếu như mà tiếp tục đạp thêm coi như là cái da mặt của hắn có rất dày thì lại cũng cảm thấy không thể nào hạ chân xuống thêm một lần nữa được rồi tức giận tới mức muốn phát điên hận không thể nào chụp chết cái tên trước mắt này ngay tại chỗ vậy nhưng mà phi nhi công chúa cũng biết rằng nếu như mà cứ tiếp tục đánh người thu thiệt nhất chính là mình nàng đứng dậy lại gật đầu hai mắt đen nhánh tràn ngập lửa giận hận không thể nào nướng tới ăn đối phương Chúng ta đều đã đi hóa thanh trì Như vậy lấy chỗ này làm điều kiện đánh cược đi Phi Nhi công chúa nói Được, có thể Vậy nhưng đánh cược như thế nào Trương Huy lại nhìn qua Trì nhán của hóa thanh Bởi vì linh khí dự trữ có hạn Vậy cho nên cái gọi là ba ngày chỉ là phạm vi đại khái thôi Trên thực tế Bọn họ sẽ cấp thanh thần hương cho người tu luyện đi vào bên trong đó Phi Nhi công chúa lại tiếp tục nói Thanh thần hương Để vào bên trong trì nhán Có thể đo lường nồng độ của linh khí căn cứ vào linh khí tiêu hao mà không chế tốc độ thiêu đốt dựa theo tu luyện bình thường một ngày một đêm vừa vặn có thể cháy hết một cái cái gọi là tu thời gian 3 ngày trên thực tế chính là thiêu đốt đến ba cây hương mà kệ là chi nhãn này của ai một khi hương đã cháy hết nhất định người sẽ phải bị truyền tống đi ra tu luyện con người tốc độ rất nhanh cũng là con người rất chậm nhất định hiệu quả 3 ngày cũng sẽ không có giống nhau được vậy phải làm như thế nào mới có thể xác định được bên trong linh khí trong chỉ nhãn này đã bị hút cạn rồi không tới mức độ xuất hiện nguy hiểm được cơ chứ khi đó sẽ phải dựa vào thanh thần hương cái thứ này cắm vào bên trong hóa thành trì cũng có thể thiêu đốt, căn cứ vào trong tốc độ tiêu hao của linh khí nhanh hay chậm mà đổi ra tốc độ thiêu đốt. Một khi mà ba cây hương cháy hết rồi, vậy thì nhất định sẽ phải đi ra, đó là quy định đã sớm được lập ra rồi, ai cũng không thể nào phá vỡ. Vừa rồi khi mà tiệc rượu cũng đã nói qua, vậy cho nên Trương Huyền cũng đã từng nghe thấy. Vậy cho nên, đánh cược giữa chúng ta lại cực kỳ đơn giản, chưa mai, chúng ta đồng thời đi vào bên trong hóa thành trì, ai thiêu đốt ba cây thanh thần hương xong trước, vậy thì người đó chiến thắng. Phi nhị công chúa nói Ai hết hương xong trước Thì sẽ chiến thắng sao Không nghĩ tới lại cá cực như vậy Trường huyền xứng sờ Tốc độ thiêu đốt thanh thần hương và tốc độ hấp thu linh trì Là có quan hệ cực kỳ trực tiếp với nhau Mà muốn hơn người khác Vậy thì nhất định phải nắm giữ linh hồn lại càng thêm cường đại Nói cách khác Hồn lực càng mạnh thì tốc độ thiêu đốt của thanh thần hương Cũng sẽ nhanh hơn đối phương là cường giả kiêu thiên cảnh, linh hồn đã trải qua hợp linh cảnh tầm bổ, đã đạt tới một mức độ cực kỳ cường đại, lại còn đánh cược với hắn sao? Rất rõ ràng đối phương khinh thường bản thân hắn chỉ là chọc thanh cảnh mà thôi, tương đối yếu kém trên phương diện linh hồn. Nhưng mà chỉ là, nàng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, linh hồn của ta đâu có yếu mà là quá mạnh đó. Tu luyện vô hồn đã sớm khiến cho linh hồn của hắn có thể thoát ra khỏi thân thể mà hành động rồi, nếu như bây giờ mà muốn so, đừng có mà nói là nàng, chỉ sợ ngay cả cường giả hóa phản bát trọng tới đây cũng chưa phải là đối thủ đâu. Uhm người xác định là muốn cá cược cái này sao hắn lại dùng vẻ mặt đồng tình nhìn về phía nàng không cần phải nghĩ nếu như mà thực sự đánh cược như vậy thì nàng ta muốn không thua thì cũng khó lắm đó <laughs> không sai làm sao mới vừa rồi lại còn dương dương đắc ý hiện tại người đã không dám rồi vậy mặt của phi nhi công chúa rất là tự tin ờ cái này trương huyền lại vò đầu à, nói nội dung cá cược một chút đi cá cược đơn giản thôi nếu như mà ta thắng, vậy thì từ hôm nay ta sẽ không còn là tỷ nữ của người nữa, cũng là không nợ ngươi một xu. Mà nếu như người thắng, ta lại thua ngươi thêm một vạn linh thạch, hoặc là lại làm tỷ nữ cho ngươi năm tháng. Ngươi thấy thế nào? Phi Nhi công chúa rất tự tin nói. À, lại làm tỷ nữ của ta năm tháng sao? Được rồi. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền lại khẽ lắc đầu, Thứ như là tỷ nữ có hay là không có đối với hắn có đáng kể cái gì đâu. Lúc trước cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi. So với hai cái chữ tỷ nữ này còn không có lợi ích thực tế bằng linh thạch tới. <laughs> người không đồng ý sao? Vậy chẳng lẽ lại muốn ta gả cho ngươi? Nghe thấy hắn cự tuyệt, Phi Nhi công chúa lại tức giận tới mức cắn răng. gà ừ? Gả cho ta? Trương Huy lại ngẩn ngơ. Người nghĩ hay thế. Người! Phi Nhi công chúa lại bứt tóc vô số danh sư trong danh sư học viện này đều vây quanh nàng muốn làm nàng vui đấy vậy nhưng mà cái tên này thì tốt rồi nàng nói gà cho hắn lại còn sửng sốt không có thèm quan tâm ngươi lại cho rằng ngươi là ai ý tứ của ta rất là đơn giản tùy nữa thì thôi đi vẫn thua ta một vạn linh thạch nữa trường huyền xua tay <laughs> được quyết định như vậy cắn dòng một cái phi nhì công chúa xoay người rời đi thực sự nàng không có nói chuyện được với cái tên này nữa sợ nếu như mà tiếp tục nói chuyện sẽ bị tức chết tại chỗ mất. Tránh thoát tai mắt của mọi người, vừa đi tới chỗ ở thì đã thấy Lạc Thất Thất tiến tới đón. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Lạc Thất Thất không nhịn được lấy ngơ ngẩn. Người làm sao vậy? Lúc này, y phục của Phi Nhi công chúa đã bị cắt dụng tới mấy khối, lộ ra da thịt tuyết trắng. Trên tóc trên mặt đều đầy là bùn đất, giống như là mới từ trong đống bùn đất đứng dậy, chật vật không nói nên lời. Không có việc gì đâu, ta bị một chút thương tổn thôi. Bản thân đúng là hơi không tiện bôi, trở lại đắp một chút nữa chứa thương cho ta phi nhì công chúa nói đánh cược thì thua chạy tới tìm người ta gây phiền toái lại còn không nhịn được ra tay với người ta thành công vậy thì cũng thôi đi nhưng mà kết quả là gì bị người ta điên cuồng đánh trong một trận Cây mông cũng sắp bị đạp cho sưng gấp đôi rồi cái chuyện ám muội thế này còn đánh chết thì nàng cũng không nói nên lời được người bị thương sao lạc thất thất lại nhướng mày là ai ra tay ta mới nói là không có việc gì mà người chỉ cần xoa thuốc trị thương cho ta thôi vậy là được rồi phi nhì công chúa lại hơi đỏ mặt nói Ờ, à, được rồi thấy nàng không tình nguyện nhiều lời lạc thất thất cũng lại không tiện hỏi thăm nhiều nếu như là ngoại thương thì ta vừa vặn có một bình tùng huyết cao mà hồ viện trưởng đan viện chuyên môn luyện chế cho ta Có hiệu quả với tổn thương bên ngoài thôi nếu như mà hiện tại xoa vào át hẳn là sẽ không chậm chế chuyện ngày mai đi vào trong hóa thanh trì không cả đâu Ngô Trấn vừa mới cho ta một bình thánh dược chữa thương. Nghe nói, mặc kệ bị thương nặng hay là như thế nào, chỉ cần rót vào để có thể chữa ra khỏi trong mấy hơi thở. Người chỉ cần bôi giúp ta vậy đã được rồi. Cổ tay phi nhi công chúa khẽ đảo lấy ra một cái hồ lôi rượu. Tổn thương ở trên mông, nàng không với tới cũng lại không nhìn thấy, mặc dù là để cho đối phương bôi lên cái chỗ đó có một chút xấu hổ, vậy nhưng mà cũng có lại tốt hơn mang theo cái mông đỏ bừng, khập khánh mà đi lại. Sao? Thánh dược chữa thương. Lạc thất thất lại xứng sở, ừ nghe nói là lễ gặp mặt mà mấy cái chư hầu đưa qua bọn hắn đã thử qua tại chỗ rồi hiệu quả vô cùng tốt xem như ngay cả lỗ máu vẫn có thể khôi phục lại trong nháy mắt đó phi nhi công chúa nói hắn lại còn đảm bảo cho nên ta mới thèm nhận đó lúc này mà lại cần vậy cho nên vừa vặn thử hiệu quả một chút lại còn có cái loại dược vật lợi hại như vậy sao lạc thất thất lại tán thưởng nói một tiếng lại cùng với phi nhi công chúa đi vào bên trong căn phòng Vừa đi vào không lâu thì đã nghe tới một tiếng kêu thảm thế, thiết, giống như là giết heo vang lên. Ngay sau đó, tiếng gầm thét của Phi Nhi công chúa vang vọng toàn bộ cái sân nhỏ. Á, à, ngô Trấn còn mẹ nhà ngươi. Ngô Trấn lại từ trong phòng mình nhô đầu ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. ố ai gọi ta vậy? Sau khi cáo từ Phi Nhi công chúa, Trường Huy lại trở lại căn phòng của mình. Lấy băng vũ kiếm ra để cho nó nhận chủ, lại thử nghiệm một cái, hắn phát hiện ra thứ này mười phần thuận tay, lúc này mới thu hồi lại. Liên tục phi hành hơn một tháng, lại còn cộng thêm chiến đấu tới hai trận, điều tức tại chỗ một hồi cũng đã khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đành phải ngủ qua một giấc. Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ. Lúc vừa mới ra khỏi phòng thì đã thấy hai người La Tuyền và Tất Giang Hải tiến tới đón, vẻ mặt đầy sự kích động, tràn ngập sự cảm kích. Đêm ngày hôm qua, sau khi trở về, hai người bọn họ đã phục dụng hợp linh đan, hiện tại đã đột phá tới cảnh giới hợp linh cảnh trung kỳ. Mặc dù chỉ là tăng lên một cấp bậc nhỏ, vậy nhưng mà linh hồn lại càng trở nên mượt mà hơn, chân khí cũng lại càng hùng hậu hơn. Sở dĩ bọn họ có thể như vậy là bởi vì vị thanh niên trước mắt này đưa cho. Được rồi, chúng ta đi hoàng cung thôi. Hóa thanh trì cũng sắp mở ra rồi. Nhất định chúng ta phải đi qua đó sớm một chút. Ăn điểm tâm xong, Hồng Sư lại đi tới trước mặt mọi người lần phân phối danh ngạch này vì hồng phong đế quốc đại triển rất thần uy ép cho ba nước chư hầu khác thở không nổi khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn vì vậy làm chuyện gì cũng lại phải tinh thần 10 phần mới được hoàng cung huyễn vũ đế đô so với đông cung thái tử lại còn rộng rãi và hùng vĩ vàng son lộng lẫy hơn rất nhiều trong cái trang trí mang theo uy nghiêm của bàn long hoàng cổ khiến cho người ta tiến vào bên trong vậy mà đã trở nên ngưng trọng ngay cả thở mạnh lại cũng không dám dưới sự dẫn dắt của hai tên thái giám, bọn họ đi vào bên trong đại điện của Hoàng Cung, chỉ thấy đám người lai chiều vào phùng vũ đã tới trước rồi. Trải qua một phen trị liệu, bộ dạng của mọi người cũng đã tốt hơn. Chỉ có điều, nếu như xem xét về tỉ mỉ, vẫn còn có thể nhìn thấy trên mặt có vết máu ứ động và những vết thương loáng thoáng. Nương theo tu vi càng cao, thân thể càng ngày càng cường đại. Sau khi người bị thương, tốc độ khôi phục của người cũng sẽ trở nên chậm chạp hơn không ít. Mặc dù bọn hắn đều có được dược vật chữa thương rất là trân quý, vậy nhưng mà so với chân khí có thể tùy thời khôi phục thương thế của Trường Huyền, vẫn lại còn kém rất nhiều. Ồ, tên kia bị sao vậy? Thấy những người này vẻ mặt bầm dập, hắn lại cũng chẳng có suy nghĩ gì, nhưng mà chỉ có điều vừa nhấc mắt nhìn qua thì đã nhìn thấy một người khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn đang ở bên ngoài. Đêm hôm qua, Ngô Trấn đang ngồi bên người thái tử được mọi người tặng quà, không biết tại sao mà cũng biến thành mắt thâm quầng mặc dù ở trên mặt cũng đã tan hết vết sưng rồi, vậy nhưng mà có thể loáng thoáng trông thấy được dấu vết bị người ta đánh trong một trận. Đường đường là cao sinh từ danh sư học viện, nhân vật khiến cho hoàng đế Diệp Vấn Thiên, thái tử Diệp Tiền cũng lại phải kính trọng, ai mà dám động thủ với hắn, hơn nữa lại còn đánh hắn thành cái bộ dạng vậy chứ. Không chỉ là Trương Huyền cảm thấy kỳ quái, ngay cả những người khác nhìn thấy, mỗi người đều lại đầy đầu kỳ quái. Trương Sư, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đang hiếu kỳ thì đã thấy ngôi chấn tức tối đi tới phía, Bái kiến ngôi sứ Trường Huy lại ôm quyền Người đừng có mà nói những lời vô dụng đó Rượu thuốc này Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Cổ tay khẽ đảo Trong lòng bàn tay ngôi chấn xuất hiện một cái hồ lô rượu Trên mặt lại mang theo lửa giận Mặc dù hôm qua cái tên này luôn miệng nói là hồng sư đưa Vậy nhưng mà hắn vẫn nhìn ra được một chút Biết tất nhiên sẽ có quan hệ với vị trương sư này rồi ố Cái rượu thuốc này sao Trường Huyền sững sờ lập tức giật mình Ngươi dùng rồi sao? Đây đâu phải là rượu thuốc cơ chứ, trên thực tế nó chính là rượu đế. Trước đó, để mà chữa thương bởi vì chân khí của hắn ẩn giấu bên trong thôi, nương theo thời gian trôi qua, chân khí đã dần dần tiêu tán đi rồi, tự nhiên không thể nào dùng nữa. Xem ra nhất định cái tên này đã dùng rồi, chỉ là không có hiệu quả gì. Không phải là ta, chỉ là không có một chút nào tác dụng cả. Ngô Trấn càng nghĩ càng tức giận, Đêm hôm qua, nghe thấy lục công chúa gọi tên mình, hắn đã cao hứng hấp tấp mà chạy tới. Kết quả lại bị đánh trong một trận túi bụi, đánh tới mức độ gần chết mới có thể biết ra được. Là bởi vì cái rượu thuốc này vô tác dụng, vậy cho nên hắn càng nghĩ càng điên tiết. Khi mà thấy đối phương vừa xuất hiện, hắn đã tìm tới mặt rồi. Làm sao có thể vô dụng được chứ? Vừa vặn ở trên mặt người có tổn thương, ta sẽ thử cho ngươi xem một chút. Thấy hắn quả nhiên bởi vì thứ này mà tức giận, Trường Huyền làm sao có thể thừa nhận được. Hắn lại tiếp nhận hồ lô rượu, lắc lắc hai lần, rót một đạo chân khí vào bên trong đó. Thử, thử một chút. Vốn cho rằng đối phương sẽ sợ hãi, vậy nhưng mà không nghĩ tới hắn lại thản nhiên như vậy, ngô chấn lại nhíu mày. Ừ, tới đây. Tiện tay lại đưa hồ lô rượu tới, trường huyền nói. Không tin, người có uống một ngụm đi. Hết chương. Chương 1135-1136, xui xẻo ngô chấn. Phần hạ uống vào. Ngủ Trấn lại sững sờ. Rượu thuốc này của ngươi không phải chỉ là để thoa ngoài da sao? Ngày hôm qua, cái vị tất sư kia là một chỉ thủ đâm xuyên qua cánh tay, vừa thoa thoa ngoài da vài cái đã có hiệu quả rồi, làm sao tới phiên mình thì lại biến thành phải uống chứ. À, rượu thuốc này căn cứ vào thương thế khác biệt mà phân chia ra thành uống thuốc hay là thoa ngoài da. Một khi mà ngươi sử dụng sai, chẳng những không có hiệu quả mà thậm chí lại có thể khiến cho thương thế tăng thêm. Trường Huỳnh lại thuận miệng nói. Dù sao cái rượu thuốc bên trong hồ lô này cũng là không còn nhiều nữa, trước tiên cứ lừa gạt đã rồi nói tiếp. Chờ tới khi mà hắn chân chính tra xét thì rượu thuốc này hết toi rồi, đương nhiên không thể nói tra ra cái gì được nữa. Lại có cái loại cách nói này nữa sao? Ngô Trấn có một chút không tin. Thì hôm qua ta đã sử dụng rồi, cũng không phải là người không nhìn thấy mà, hiệu quả cực kỳ tốt. Không có hiệu quả gì, nhất định là người dùng sai cách. Trường Huyền lại nói dối, Da mặt không hề đỏ, tim không đập nhanh chút nào. Vừa rồi người cũng đã nói đó, không phải là ngươi dùng. Như vậy nhất định là dùng trên người kia thoa ngoài da rồi. Chính vì là tính sai. Không có uống, vậy cho nên mới không có hiệu quả gì. Thật sao? Ngô Trấn lại có một chút chần chừ Uống đi một ngụm đi, uống ngay là biết. trương Huyền lại cười nói. Được rồi, nếu như mà không dùng được, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hừ một tiếng, Ngô Trấn lại giờ hồ lô rượu lên, lại uống một ngụm. Dựa vào cổ họng, hắn lập tức cảm thấy có một dòng nước nóng dọc theo bụng chảy qua toàn thân. Một lát sau, hắn đã cảm thấy đau đớn ở trên người trước đó, nơi mà có máu ứ động đã trở nên hoàn hảo không một chút nào tổn hại. Thực sự không có một điểm nào thường thế. Cái này... Còn mắt trợn tròn, ngô chấn không thể nào tưởng tượng nổi. Bản thân mình đây tự mình thử nghiệm mới biết được chỗ đáng sợ của thánh dược chữa thương. Hôm qua hắn bị đánh cho thê thảm tới vô cùng, thoa thuốc ngoài da và dược vật đều lại được dùng rồi. Kết quả không có nửa điểm hiệu quả ngày hôm nay lại mang theo hai mắt đen đi tới vốn lại còn cho rằng thành, thánh dược này của trương sư đúng là giả dối không nghĩ tới nó vẫn lợi hại như vậy vừa uống một ngụm thôi mà khôi phục như lúc ban đầu toàn bộ thương thế đã tốt hơn như vậy cũng hơi quá nghịch thiên rồi ta nói không sai chứ thấy thương thế của hắn trở nên hoàn hảo trưởng huyền lại gật đầu nói nhất định là người chứa thương đã tính sai phương pháp rồi nếu như không như thế này đi, người đi hỏi thử xem một chút nàng ta bị tổn thương ở chỗ nào, là bôi ở bên ngoài hay là uống thuốc, ta sẽ phân tích giúp cho người một chút. Được rồi. Trần trường một lúc, ngồi chấn gật đầu. Việc này liên quan tới danh dự của hắn, bất kể là nói như thế nào thì hắn cũng muốn biết cho rõ ràng, nếu như không, hắn sẽ phải gánh cái tiếng xấu lừa gạt. Cầm lấy hồ lô rượu, xoay người đi đến phía của lục công chúa, sau đó hắn ôm quyền. Lục công chúa, người đã trách oan ta rồi, bình rượu thuốc này cũng không phải là vô dụng mà, mà là người đã dùng sai phương pháp. Được trương sư chỉ điểm, ngô chấn lại tràn ngập sự tự tin, mọi hành động đều mang theo đầy sự phong độ. Dùng sai phương pháp? Lục công chúa lại thấy cái tên này hàn huyên một hồi cùng với trương sư đã tự tin như thế rồi, đôi mì thanh tú lại nhíu lại. Không sai, ngươi nói cho ta biết, vậy tổn thương của ngươi là ở chỗ nào? Yên tâm đi, ta chỉ cần nhìn một cái, sau khi xác định vị trí là có thể biết ngay, ngay cần phải thoa hay là phải uống, cam đoan người lập tức khỏi ngay ngẩng đầu lên ngô trần đã cảm thấy mình lần nữa lại có được sự tín nhiệm dành sự từ nàng ấy chỗ bị thương là ở đâu lại còn muốn nhìn một cái sao vẻ mặt của lục công chúa giống như là muốn nhỏ máu còn mẹ nhà người chứ hắn cố ý đó người có biết hay không Thường thế của ta là chính do hắn đánh, người hàn huyên nửa ngày cùng với ngươi, lại còn chạy tới hỏi thăm ta làm cái gì, lại còn muốn nhìn sao? Nói cách khác, người muốn nhìn cái mông của ta sao? <laughs> không sai, chỉ cần xác định là vị trí và tình huống tổn thương, vậy ta có thể xác định ra là thoa ngoài da hay là phải uống vào mới được. Nhất định ngày hôm qua, người đã dùng sai phương pháp rồi, cho nên chắc chắn là không có hiệu quả được. Cười cười, Ngô chấn lại đang muốn tiếp tục uốn lưỡi nói tiếp, làm cho đối phương biết chuyện ngày hôm qua là oan uổng hắn lắm, thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm, thêm một bàn tay nữa đánh thẳng tới mặt. Còn một tiếng bà tai vang dội vang vọng, Ngô chấn bị đánh xoay ra hai vòng tại chỗ, vẻ mặt lại đầy sự choáng váng nếu như mà người muốn nhìn vậy thì hôm nay ta đánh chết ngươi vẻ mặt ôn nhu xanh xám lục công chúa đào một cước về phía tên trước mắt vẫn còn chưa kịp phản ứng thì ngô chấn đã bay ngược trở ra ngã bịch bịch xuống dưới đất lục công chúa tại sao người lại đánh ta chứ ta làm cái gì sai ngô Trấn khóc lóc hắn là có ý tốt đưa rượu thuốc mà bản thân mình cũng không tiếc dùng tới cho vị công chúa đang ở trước mắt này. Vốn hắn lại còn cho rằng có thể chiếm được sự vui vẻ của nàng ấy. Kết quả hôm qua lại bị đánh cho một trận. Hôm nay vất vả lắm mới có thể biết được nguyên do, lại còn tự mình thử nghiệm qua thì lại bị đánh cho thêm một trận nữa. Thế rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì? Ta đây là thực sự có ý tốt mà, tại sao lại xui như thế chứ? Lạc thất thất, mau chóng cầu xin giúp ta giãy dụi đứng dậy thấy lục công chúa vẫn còn nổi giận đùng đùng muốn vọt qua để mà tiếp tục đánh ngồi chấn lại giật nảy mình vội vã xin giúp đỡ ngay cả lục công chúa mà cũng dám đùa giỡn sao đáng đời ngươi lạc thất thất lại nói đoạn đối thoại vừa rồi nàng cũng đã nghe thấy cái kẻ trước mắt này là cần dám nhìn cái mông của lục công chúa cơ đấy đừng có mà nói là chỉ bị đánh thôi cho dù là bị đánh chết tại chỗ cũng đã nhẹ lắm rồi đùa giỡn lục công chúa sao ngồi chấn người tự mình tìm cái chết Hình viễn ở bên cạnh bây giờ mới hiểu ra được kẻ trước mắt này đã làm gì. Hắn giết lên một tiếng, hai tay xoa xoa, đúng là muốn động thủ rồi. Hắn là một người truy đuổi trung thành của lục công chúa, luôn luôn như là hình với bóng, không ngờ ngươi lại còn dám đùa bỡn nàng ấy. Người thực sự không có để ta vào trong mắt ta. Ngủ trần đúng là muốn phát khóc tới nơi rồi. Ta đây thực ra chỉ là muốn làm việc tốt mà thôi. Ờm, um, cái này... Nhìn thấy Ngô chấn đi qua lại còn bị cuồng ẩu một trầu, Trường Huyền lại chẳng hiểu rõ được, cũng chẳng hiểu cái mô tê gì. Không hồ là thiên tài từ danh sư học viện đi tới, quả nhiên hỉ nộ vô thường, không thể nào dùng lời lẽ thông thường để mà phỏng đoán được. <laughs> chư vị à, nếu như mà chư vị đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta hãy đi hóa thành chỉ luôn đi. Cuối cùng là Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ không thể nào nhìn nổi nữa, hắn hắng giọng cắt ngang mấy vị thiên tài đang quần ẩu với nhau. <laughs> vậy thì đi, Biết thời gian không còn sớm nữa, mọi người lại cũng chẳng nói thêm lời nào, lại đi theo sát hắn. Hóa thành chỉ không ở bên trong Hoàng Cung, thậm chí cũng lại chẳng có ở bên trong huyện Vũ Đế Đô mà phải ở nơi giáp danh giữa Thanh Tắc Sơn và Long Lân Hà. Các Đế Đô đúng là không xa, lại còn có trọng binh của huyện Vũ Hoàng Đế chấn giữ. Mọi người đi lên trên lưng của linh thú phi hành đã chuẩn bị xong xuôi, phi hành được mấy chục phút thì đã nhìn thấy một chỗ linh khí hội tụ xuất hiện ngay trước mặt. Thanh Tắc Sơn cũng giống như là một đầu cự long chiếm cứ trên mặt đất, Long lân hà lại giống như một đạo giải ngân hà, khảm nạm trên mặt đất. Rồng thôn trường hà, tình bố thiên hạ. Nhìn thoáng qua cũng đã biết nơi này là một tụ linh trận tự nhiên. Hơn nữa cự Long mang theo năng lực hành vần bố vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà tới. Bởi vậy linh khí nơi này lại càng thêm nhẹ nhàng, đối với linh hồn lại càng có trợ giúp lớn. Ồ, lợi hại. Nhìn một hồi, hai mắt Trương Nguyên tỏa sáng. Khó trách có thể trở thành đế đô của cả một đế quốc nhị đẳng, hóa thành chỉ này quả nhiên không có tầm thường so với tụ linh trận mà hắn làm ra lại còn mạnh hơn rất nhiều. Mọi người lại chậm rãi, hạ xuống dưới. Phía trước chính là hóa thanh trì. Trước khi tiến vào, ta sẽ căn cứ vào danh ngạch và thời gian đã xác định trước đó, lại cấp thanh thần hương cho chư vị. Diệp Vấn Thiền giải thích một câu. Đừng theo lời nói của hắn, có một tên hộ vệ đi tới, mang theo 30 cây thanh thần hương. Thứ này khác biệt với hương liệu bình thường, từ xa nhìn lại giống như là một loại kim loại, có thể lơ lửng ở trong nước, tự chủ thiêu đốt, có thể xác định được linh khí nhiều ít bên trong chỉ nhãn. Hồng vong đế quốc lấy ra được ba cái chỉ nhãn, tổng cộng là có 9 cái thanh thần hương. Trương Huyền lấy ra ba cây. Một cái chỉ nhãn chỉ có thể ở trong này 3 ngày, đối với hắn ba cây cũng đã đủ rồi. Chia thanh thần hương cũng xong tới hơn gần trưa. Trương Sơ, ta có việc muốn tâm sự cùng với ngươi. Thấy hóa thanh chỉ sắp mở ra, Trương Huyền đang muốn cùng với đám người diệp tiền đi vào thì đã nghe thấy một tiếng truyền âm nhạt nhạt vang tới bên tai. Khi mà quay đầu nhìn lại, lại thấy hình viễn trong biết từ khi nào đã tìm tới trước mặt hắn. Trước đó Ngô Trấn tìm tới, hiện tại cái tên gia hỏa này lại tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Nhưng mà chỉ là đối phương đã có việc, vậy thì hắn đây cũng không tiện chối từ. Hai người tới một góc mà mọi người không thấy được. Vừa mới đứng vững thì hình viện đã nói thẳng. Ta đã biết đánh cược của người và lục công chúa. Ồ, thì sao? Trường Huy lại cũng chẳng có gì để phủ nhận. Khi mà lần đầu tiên đánh cược thì cái tên này đã ở ngay bên cạnh, tận mắt nhìn thấy lục công chúa mà hắn thích biến thành tỷ nữ của mình tự nhận mình thua không nên để cho lục công chúa nhìn ra hình viễn lại nhìn qua rồi nói ta tự mình nhận thua trương huy lại nhíu mày hắn lại còn tưởng là đối phương tìm mình để làm gì không nghĩ tới lại muốn cho mình tự nhận thua sao không sai chỉ cần ngươi nhận thua điều kiện tùy ngươi mở miệng bàn tay lớn vẫy một cái hình viễn lại khẽ nói ố tùy ta nói điều kiện ánh mắt của trương huy lại sáng rực không sai. Hình viễn gật đầu. À, vậy thì tốt rồi. Đánh cuộc giữa ta và lục công chúa là một vạn linh thạch trung phẩm. Chuyện này chắc hẳn là người cũng biết rồi. Lần này cá cược cũng là như vậy. Như thế này đi, nếu như mà người có thể đưa cho ta một viên linh thạch thượng phẩm, muốn ta nhận thua cũng lại không sao. Trường Huyền lại thản nhiên nói. Đối với hắn, cái chuyện hấp thu linh khí bên trong hóa thanh trì nhanh nhạy lại có thể tự khống chế được nếu như mà bởi như vậy lại một lần nữa có thể được một viên linh thạch thượng phẩm như thế thực sự đã quá kiếm lời rồi mặc dù một viên linh thạch thượng phẩm lại cũng có giá trị một vạn viên trung phẩm vậy nhưng nếu như muốn mua dù rằng có tiền cũng lại không mua được muốn mua cũng lại không mua ra một một viên linh thạch thượng phẩm khóe miệng của hình viễn co giật cái thứ này quá mức trần quý xem như ngay cả gia tộc của bọn họ cũng không thể nào xuất ra quá có thể được thôi không đồng ý thì thôi dù sao lực công chúa thua cũng sẽ đền cho ta một vạn viên linh thạch trung phẩm thôi mà trường huyền lại nói mặc dù một vạn viên linh thạch trung phẩm so ra vẫn kém một viên thượng phẩm vậy nhưng chí ít có thể đảm bảo mình không thua nếu như mà đối phương không có bỏ ra nổi vậy thì thôi vậy thì hắn cũng không quan tâm lắm được rồi ta đồng ý với ngươi hình viễn lại cắn răng một cái lần luyện tập này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở lại học viện ta sẽ ban thưởng một viên linh thạch thượng phẩm cho ngươi viên linh thạch này có thể đưa cho nhưng chỉ là Người phải giữ bí mật cho ta Không thể nào nói ra chuyện này được Ừ Thành giao Trường huyền gật đầu Cùng lắm thì lãng phí thời gian 3 ngày mà thôi Có thể được một viên linh thạch thượng phẩm Thì tội gì Huống chi Làm như vậy còn không phải là đắc tội với hình viễn này Càng có thể khiến cho lục công chúa kia nguôi giận đi Hai người mới vừa thương nghị xong, đã nghe thấy một trận tiếng vàng kịch liệt ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, có một luồng linh khí nồng nặc tán giật ra, giống như là một cái tụ linh trận cực kỳ lớn đột nhiên được mở cửa vậy. Mau nhìn kìa Không biết có ai hô lên Mọi người lại vội vã nhìn lại phía trước Đã thấy một cái cột linh khí nồng nặc bay thẳng lên trên trời Có một đạo khí tức khiến cho người ta Tinh thần sảng khoái Đập thẳng vào mặt Khiến cho người ta hút một ngụm chọc khí Cũng đã cảm thấy linh hồn không ngừng run lên Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đi mất Trong cái chỗ mênh mông xa xa Có một ao nước cực kỳ lớn chậm rãi xuất hiện khí tức ở trong đó sôi trào giống như là tạo thành từng đầu cự long phát ra những tiếng gào thét cực kỳ lớn nhìn qua giống như bất cứ khi nào cũng sẽ phá không mà tới Xung quanh ao nước xuất hiện 10 cái vòng xoáy lớn nhỏ tương đồng với nhau, mỗi một cái đều có đường kính chừng 2 mét, an tĩnh bố trí xung quanh ao nước, giống như là bảo thạch khảm nạm bên trên vương miện. Hóa thành trì đã mở ra rồi. Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đồng thời siết chặt nắm đấm của mình. Hết chương. Chương 1137, 1138, gian lận. Mục đích chủ yếu của bọn họ khi mà đến huyện Vũ Đế Đô chính là bởi vì cái hóa thành trì này. Đợi lâu như vậy rồi, rốt cuộc là ở trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Trường 1137, 1138, Giàn Lật Mục đích chủ yếu của bọn họ khi mà tới huyện Vũ Đế Đô chính là bởi vì cái hóa thành trì này. Đợi lâu như thế rồi, rốt cuộc là ở trong ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người, nó cũng đã ầm ầm mở ra. Đi qua đó thôi. Trường Huyền và Hình Viễn cũng không nhiều lời mà theo sát. Đi tới trước mặt ao nước cuộn trào mãnh liệt thì bọn họ mới biết được lời nói của Diệp Tiền không sai. Ao nước giống như là sóng lớn cuộn cuộn, vừa tản mát ra linh khí, đồng thời cũng mang thêm một luồng lực lượng khiến cho người ta phải kinh sợ. Dường như nếu như mà có ai dám tùy tiện xông vào thì sẽ bị xé rách vỡ nát ngay tại chỗ, không còn sống sót lại một chút nào cặn bã. Các người nhìn xem. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, cổ tay của Diệp Vấn Thiên khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối thành vũ khí linh cấp trung phẩm, tiện tay ném vào trong ao nước trong nháy mắt vũ khí ngay cả hóa phẩm bát trọng cũng khó có thể phá hủy được lại là bị hòa tan triệt để lập tức biến thành một đống chất lỏng chìm vào bên trong đáy ao cái này da mặt của mọi người co lại cho dù là nhục thể của bọn hắn không yếu vậy nhưng mà so với vũ khí linh cấp trung phẩm vẫn kém hơn rất nhiều hoàn toàn không có khả năng so sánh một vũ khí lợi hại như vậy mà trong nháy mắt đã hóa tan thành chất lỏng nếu như mà bọn, bọn hắn thực sự đi vào chỉ sợ trong nháy mắt sẽ giống y như thế ngay cả một cọng lông tóc cũng lại không còn thừa khó trách thái tử diệp tiền lại nói ngay cả cường giả hóa phàm bát trọng cũng khó có thể giữ vững được tính mạng hiện tại xem ra quả nhiên như vậy ao nước này rất là cuồng bạo tốt nhất mọi người nên tu luyện ở bên trong chỉ nhãn những nơi khác không có nên đi qua nếu như không đừng có mà nói là ta coi như là thần tiên cũng không thể nào cứu được các vị sau khi làm xong những chuyện đó trong giọng nói của diệp vấn thiên mang theo vẻ cảnh cáo yên tâm đi chúng ta sẽ không lỗ mãng tu luyện là vì tăng thực lực mà không phải là vì muốn chết Xin bệ hạ không cần phải lo Mọi người lại vội vã lắc đầu Mọi người vội vàng lắc đầu Ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm lại có thể hóa thành nước trong khoảnh khắc Ai cũng lại chẳng có ăn no rừng mỡ Đi qua đó mà tìm chết Vậy thì tốt rồi Mọi người lựa chọn chỉ nhãn của mình đi Mười cái chỉ nhãn đều lại có hiệu quả tương đương Một nước chư hầu có thể lựa chọn ở chung một chỗ Như vậy giữa sông phương cũng có thể chiếu cố lẫn nhau Diệp Vấn Thiên lại khoát tay áo Không nói thêm một lời nào 10 cái chỉ nhãn bên ngoài hóa thanh chỉ, hiệu quả toàn bộ tương đương, không có nửa phần thủ chữ. Muốn lựa chọn cái nào thì hãy lựa chọn cái đó, không cần phải suy xét. Trường Huy lại nhìn trái nhìn phải, lại mang theo La Tuyền và Tất Giang Hải đi tới trong ao. Chỉ nhãn trong tận cùng bên trong có linh khí nồng hậu, dày đặc bao phủ, ngay cả cường giả hóa và bát trọng cũng lại không nhìn thấy rõ. Thứ mà hắn tu luyện liên quan tới thiên đạo công pháp lại cũng có rất nhiều phương diện. Hắn rất là thích an nhàn, không muốn bị người ta điều tra. Được rồi, tu luyện ở đây đi tìm được chỉ nhãn xung quanh có linh khí nồng nặc nhất, cái gì lại cũng không nhìn thấy rõ. Trường Huyền ngừng lại, lại nói với hai người La Tuyền. Các người tu luyện ở hai vị trí chỉ nhãn bên này, một khi mà xảy ra vấn đề gì, mọi người lại có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được. Hai người khẽ gật đầu, lại cầm thanh thần hương trong tay, khẳng định đi vào bên trong đã nghe thấy một tiếng quát. Hai người các ngươi đi sang một bên. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phi Nhi công chúa và Lạc Thất Thất chẳng biết từ khi nào đã đi tới trước mặt hắn ờ à, chúng ta thấy đường đường là công chúa lại còn tranh đoạt đồ với bọn hắn là tuyền và tất giang hải không biết phải làm thế nào các người cứ đến bên kia đi chúng ta lại muốn ở gần với lão sư một chút lạc thất thất lại thản nhiên nói à vậy được phi nhì công chúa và lạc thất thất cũng đã tới đây cho hai người bọn hắn vạn lá gan cũng lại chẳng dám nói nhảm đâu hai người vội vã đi tới chỉ nhãn khác ở bên cạnh dù sao thứ này là hiệu quả tương đồng ở gần ai hay là không ở gần ai cũng lại chẳng khác biệt gì lắm <laughs> đã đánh cược thì ta lại muốn tận mắt trông thấy người có gian lận hay không không cần tự mình đa tình thấy trương huyền nhìn qua phi nhi công chúa lại nói tự mình đa tình sao người suy nghĩ nhiều rồi trương huyền lại lắc đầu ta cũng lại chẳng muốn chạm phải dây thần kinh của người người phi nhi công chúa lại cắn rằng người đừng có mà đắc ý hóa thành trì không phải là xem ai mồm mép lợi hại là có thể thắng đâu hất ống tay áo lên, thân thể thoáng một cái, phi nhi công chúa không nói thêm lời nào, đã dẫn đầu nhảy vào bên trong chỉ nhãn. Thanh thần hương ở trong tay lập tức lơ lửng trong nước, tự động nhen lửa, tản mát ra khói trắng lượn lờ. Nhắm mắt lại, phi nhi công chúa bắt đầu tu luyện, nương theo hô hấp của nàng, linh khí từ trong chỉ nhãn mau chóng phun trào, khói của thanh thần hương càng ngày càng tràn ngập, giống như là tốc độ thiêu đốt càng lúc càng nhanh. Thấy nhà đầu này vì muốn vượt qua bản thân mình mà trực tiếp bắt đầu tu luyện, không có ngừng lại chút nào, Trường Huyền lại khẽ lắc đầu, cũng lại nhảy vào bên trong một chỉ nhãn. Lạc thất thất cũng lại nhảy vào bên trong đó cùng với phi nhi công chúa kẹp trương huyền vào giữa. Đối phương là lão sư đan dược của nàng lại còn mới quen không lâu, đương nhiên vẫn còn chưa có tới mức độ để cho nàng chuyên môn chạy tới cùng tu luyện một chỗ. Sở dĩ nàng tới đây là sự hào hữu của mình lại đi đánh nhau với đối phương đó thoạt nhìn phi nhi công chúa có một chút ngang ngược vậy nhưng mà ở trên thực tế thực chất bên trong lại cực kỳ kiêu ngạo không có chịu thua ai nếu như đã muốn tận mắt nhìn thấy tốc độ hấp thu linh khí của hắn vậy thì tự nhiên cũng lại muốn đi tới tới cùng rồi chỉ là nếu như chí ít hai người này đánh nhau thì cũng tiện ở đó mà khuyên can nếu như không lại chẳng có khả năng sẽ lại xảy ra tình huống như ngày hôm qua nữa hay sao Hôm qua, mặc dù là lục công chúa không có nói ra hai cái dấu chân to lớn tại mông là ai đá ra, nhưng mà ở trong lời nói của nàng vẫn có thể phỏng đoán ra được, tất nhiên là có quan hệ với lão sư đàn thuật này của mình rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, vừa đi vào bên trong hóa thanh trì, nếu như mà cởi y phục xuống sẽ có hiệu quả tốt nhất, nhưng chỉ có điều, nam nữ khác biệt, cởi ra sẽ càng thêm phiền phức. Dù vậy, ao nước vẫn làm cho quần áo ướt, làm lộ ra dáng người tinh tế lung linh của nhị nữ. Trường Huy lại liếc mắt nhìn qua hai phía, cũng lại chẳng nghĩ gì nhiều, ngừng thần tính tâm, đặt thanh thần hương vào trong hồ nước, cũng lại bắt đầu tu luyện. Nhắm mắt lại, điều động linh hồn bên trong cơ thể, hắn lập tức cảm thấy có một luồng linh khí rất nồng nặc, dọc theo huyệt đạo tràn vào trong thân, làm dịu hồn phách, khiến cho hắn có cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Hấp thu như vậy, đúng là hơi chậm rồi hấp thử một hồi phát hiện ra linh khí bên trong chỉ nhãn quả thực có lợi ích rất lớn đối với linh hồn nhưng mà trải qua thân thể loại bỏ không chỉ là hiệu quả yếu hơn không ít mà tốc độ cũng đã biến thành cực kỳ chậm hơn nữa thân thể giống như là một cái gông xiềng linh hồn giống như là bị vây bên trong lồng sắt mỗi khi mà gia tăng một chút đều sẽ phải tốn rất lớn thời gian vậy ta có cần phải vu hồn ly thể không trong lòng hắn khẽ động linh hồn đặt ở bên trong thân thể thân thể chính là một tấm bình phong thiên nhiên nếu như bây giờ người lấy nó ra trực tiếp đối diện với linh khí này vậy thì sao không biết tốc độ tiến bộ sẽ càng nhanh hơn một chút được hay không thử một chút nhìn thoáng qua thấy nhị nữ xung quanh đang nhắm mắt tu luyện nhưng mà người khác cũng lại chẳng nhìn thấy hắn tinh thần khẽ động vận chuyển công pháp của vô hồn sư có một đạo hồn phách giống như hắn y như đúc từ chỗ mi tâm bay ra Vu Hồn vừa tiến vào bên trong chỉ nhãn thì đã lập tức cảm thấy linh khí nồng nặc tràn ngập tứ chi bách hải, tinh thần phấn chấn. Làm như vậy lại có thể quả nhiên nhanh hơn không ít. Ánh mắt của hắn sáng rực. Vẫn còn chưa bắt đầu tu luyện thì đã cảm thấy tốc độ linh khí tầm bổ linh hồn so với vừa rồi lại còn nhanh hơn. Trường Huyền lại không do dự nữa, vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu. Toàn bộ chỉ nhãn lập tức lắc lư, linh khí hùng hồn lại tuôn về phía hồn phách khiến cho hồn thể của hắn lại dần dần gia tăng dù rằng bây giờ hắn lại chỉ có công pháp thiên đạo vu hồn hóa phạm ngũ trọng lại chẳng có cách nào có thể đột phá tới lục trọng chỉ có điều giống như chân khí đạt tới đỉnh phong tích lũy càng nhiều thì sẽ càng khiến cho hồn thể trở nên càng lúc càng lớn cũng giống như nước và thủy ngân đẳng cấp khác biệt tương đương với sự khác biệt giữa cả hai là từ bản chất nhưng mà cũng là thủy ngân một vạc nước và một hồ nước tất nhiên sẽ không thể nào giống nhau đó chính là một sự tranh lệch về lượng mặc dù hiện tại hắn không có công pháp thiên đạo vô hồn hóa phàm lục trọng vậy nhưng lại có thể để cho vô hồn hóa phàm ngũ trọng càng lúc càng lớn hội tụ lại càng nhiều hồn lực hơn ồ hắn vừa mới bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí thì phi nhi công chúa cách đó không xa đã nghe được tính linh khí sao động nàng không nhịn được nhìn qua thoáng qua lập tức xứng sở tại chỗ thiếu một chút nữa thì ngất lịm chỉ thấy thành thần hương bên người trương huyền đã thiêu đốt mất hai cây rồi cây thứ ba thậm chí lại còn đang bắt đầu cháy xem ra bất cứ khi nào cũng sẽ tiêu hao gần như không còn gì Thật hay giả vậy? Lúc này mới qua bao lâu chứ? 5 phút đồng hồ hay là 10 phút đồng hồ? Thanh thần hương người ta cần 3 ngày mà người chỉ cần 5 phút đã sử dụng hết rồi. Người ăn cái thứ đồ chơi này luôn hay sao? thân thể mềm mại run rẩy một cái, phi nhi công chúa tức giận tới mức muốn thổ huyết. Vốn nàng lại còn cho rằng mình thân là cường giả hóa phàm lục trọng, linh hồn rất mạnh mẽ, đối phương so đấu với mình tất nhiên sẽ không có phần thắng, vậy nhưng con nằm mơ cũng không nghĩ tới phía bên mình vừa mới bắt đầu ngay cả đầu thanh thần hương vẫn còn chưa cháy được hết thì người ta đã sắp sử dụng hết ba cây rồi người có cần phải khoa trương như thế không như thế thì làm sao mà so sánh được nữa chẳng lẽ ta lại thua ngươi sao chuyện gì vậy lạc thất thất cũng đã bị linh khí tiếng sao động làm cho bừng tỉnh nhìn thấy thanh thần hương của trường huyền thiếu một chút nữa thì đã bị hù chết thanh thanh thần hương của hắn hắn đã sắp hút xong rồi bảo ta đánh cược với hắn thế nào được Phi Nhi công chúa lại đúng là muốn khóc tới nơi Cái này sao Lạc thất thất cũng vò đầu Hai người đều không phải là vô hồn sư Lại càng chẳng có minh lý trị nhãn Vô hồn của Trương Huyền giấu bên trong nước hồ Dưới linh khí vờn quanh Căn bạn là làm sao thấy được Mà từ xa nhìn lại lại còn tưởng rằng hắn chỉ bằng vào tu luyện Đã hấp thu hết cả linh khí xung quanh đó Nghe thấy hai người thảo luận Trương Huyền từ bên trong tu luyện tỉnh lại Vô hồn lại quay về thân thể khi mà ngẩng đầu lại nhìn thanh thần hương trước mặt một chút, hắn cũng lại không kìm lòng được mà giật hết cả mình. Ấy, ai đã trộm mất thanh thần hương của ta? Lồng mày lại nhướng lên, hắn không nhịn được lại la lối. Mới vừa rồi vẫn còn rõ ràng là ba cây, làm sao trong nháy mắt đã biến thành nửa cái? Kẻ nào trộm của ta? <laughs> trộm sao? Hai nữ đồng thời lại im lặng. Người, chính là người hấp thu hết đó. Ủa, ta sao? Trưởng Huy lại xứng sờ, không phải chứ, linh khí trong này ít như vậy, làm sao có thể dùng 3 ngày được? Mới vừa mới hấp thu mà hắn lại còn chẳng cảm thấy được cái gì, thế mà linh khí đã gần như hao hết cả rồi, thật hay giả vậy? Hắn lại còn muốn mượn hóa thanh trì này hấp thụ nhiều nhiều một tí, khiến cho thực lực tăng vọt, vẫn còn chưa bắt đầu thì đã hết toi rồi, có cần phải chơi ta như thế không? Ít sao? Nghe thấy hắn cảm khái, hai hàng lông mi của phi nhi công chúa và lạc thất thất đồng thời lại co giật. Vừa rồi các nàng cùng nhau tu luyện, mặc dù là chỉ nhãn này không lớn, vậy nhưng mà linh khí trong đó hết sức đầy đủ. Bất kể là tu luyện như thế nào cũng là không thể nào tiêu hào hết được. Chỉ sợ cũng lại chỉ có người mới phát giác ra được một ít đó. Có lẽ, có lẽ là lão sư hấp thu quá nhanh. Rốt cục làm sao lão sư có thể làm được như vậy chứ? Lạc thất thất lại không nhịn được nói. Vừa rồi lúc cái vị trường sư này tu luyện, chỉ nhãn sôi lên, linh khí thì sao động. Đây là do hấp thu quá nhanh đưa tới, một hóa phàm tứ trọng đỉnh phong không chỉ riêng linh hồn có thể hấp thu linh khí mà lại còn nhanh như vậy sao? Làm sao đối phương có thể làm được? Đúng rồi, có phải, có phải là người gian lận không? Đôi mi thanh tú của Phi Nhi công chúa nhíu lại. Ngay cả cái vị thiên tài số 1, số 2, năm thứ hai giống như lạc thất thất đây cũng lại nhìn không hiểu gì, cũng không thể nào tiếp tục hấp thu nhanh như thế được chứ. Không phải cái tên này, rõ ràng là gian lận đó chứ. Hết chương. Trường 1139-1140 liên cuồng hấp thu. Gian lận sao? Trường Huyền lại vò đầu. Nếu như mà nói là gian lận, quả thực hắn đã làm. Người khác đều đang tập trung tinh thần hấp thu thông qua thân thể làm cầu nối khiến cho linh hồn thoải mái. Nhưng hắn thì sao? Trực tiếp lấy luôn ra linh hồn, chủ động lấy linh hồn hấp thu. Chuyện này cũng giống như là bán ra thương phẩm vậy. Thương gia và người mua, hai bên đều có lợi. Vậy nhưng, nếu như tăng thêm một chút thứ trong đó thì lại không có nhất định nhưng nếu như nghĩ cẩn thận đều là tu luyện hắn lại cũng chẳng có dùng bất cứ pháp bảo và vũ khí nào vậy cho nên cũng không tính là gian lận mà không sai nếu như mà không phải là gian lận thì làm sao có thể hấp thu được nhanh như vậy chứ hai mắt của phi nhi công chúa trộn to cái này trường huy lại chẳng biết trả lời thế nào chuyện vu hồn sư nhất định làm sao mà nói ra được nếu như không sẽ không có ít phiền phức đó trần trừ một lúc hắn lại nói nếu như mà gian lận thì nhất định là sẽ phải có thủ đoạn rồi ngươi đường đường là công chúa của hồng viễn đế quốc mà lại cũng không làm được thì làm sao ta có thể làm được chứ nếu như không tin hay là ta với ngươi đổi trì nhãn đi cái gì của ngươi cũng đã sắp hấp thu hết cả rồi ai mà thèm đổi với ngươi hai mắt phi nhi công chúa đào qua một vòng ngươi nghĩ hay lắm ngươi sắp hấp thu hết rồi mà bây giờ lại còn bảo ta đổi cho ngươi hấp thu cái khỉ gì vậy lão sư con đổi với ngươi đi phi nhi công chúa không có đồng ý lạc thất thất ở một bên lại nói nàng là một người có thực lực mạnh nhất bên trong mấy thiên tài danh sư học viện tới đây đã đạt tới kiểu thiên cảnh đỉnh phong cái loại thực lực đó cẩn thận mà nói thì hiệu quả của hóa thanh trì đã không còn là quá lớn nữa dùng cơ hội hiệu quả không phải là quá lớn để nhìn xem giữa cuộc là đối phương đã hấp thu một cách như thế nào như vậy cũng lại không tính là quá thiệt cái này sao sừng sốt một chút trường huyền lại gật đầu chỗ bên kia hắn đã sắp không còn tí linh khí nào rồi mà vù hồn mới tiến bộ có một tí hắn lại cũng chẳng thể nào một mực chờ đợi chỗ này mãi được chờ cho nó trở nên khô kiệt sao đi ra khỏi chỉ nhãn của mình lại đi vào bên trong chỉ nhãn của lạc thất thất hai người lại trao đổi với nhau được rồi vậy người bắt đầu tu luyện đi nếu như mà bây giờ vẫn có thể nhanh chóng như vừa nãy ta sẽ tin tưởng người gian lận phi nhi công chúa lại nói lần này trương huyền đi vào bên trong chỉ nhãn hai mắt của nàng không nháy lên một cái đối phương không có bỏ bất cứ cái vật gì, nhất định là không cách nào có thời gian lận được. Ừm, lắc đầu, Trương Huyền lại cũng chẳng nhiều lời làm gì. Vũ hồn lại nhẹ nhàng chấn động, rời ra khỏi thân thể, tạo ra trạng thái gặp nhau với thân thể. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả danh sư lục tinh cũng không thể nào nhìn ra, chứ đừng có nói là các nàng. Nương theo vũ hồn bắt đầu tu luyện, thanh thần hương trôi nổi bên trong chỉ nhãn lần nữa thiêu đốt, không có tới 5 phút. Cả ba, cây hương lại sắp thiêu đốt tới mức độ hầu như không còn gì vù hồn lại tiếp tục trở lại thân thể, Trường Huyền lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Vẫn còn tưởng là đổi thêm một cái chỉ nhãn khác là có thể khá hơn được một chút, không nghĩ tới, kết quả cũng lại đúng không sai biệt. Vù hồn vẫn còn chưa kịp hấp thu bao nhiêu thì chỉ nhãn đã cạn kiệt rồi. Linh khí chứa đựng trong này quá ít, lại còn tu luyện thế nào chứ? Phải biết rằng lúc trước vù hồn hắn tiến vào đã hút khô toàn bộ cái mâu thủy của âm dương trì rồi. Sao? Vậy vừa rồi, người đã nhìn thấy rõ chưa? Ta có gian lận hay không? trong lòng buồn bực lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ từ cách đó không xa cái cái này vẻ mặt xấu hổ một hồi khuôn mặt của phi nhi công chúa lại đỏ lên không có hoài nghi có phải là cái tên này gian lận hay không thì người ta lại dùng chính thực lực của mình để mà bày tỏ với mình hấp thu nhanh như thế đấy người làm gì được ta vẻ mặt đỏ lên trong lòng nàng lại buồn bực tới mức sắp thổ huyết sớm biết cái tên này có thể hấp thu nhanh như thế thì làm sao mà còn so với hắn chứ đây không phải là tự mình tìm buồn bực sao Xem ra, cho dù là tiếp tục cá cược hay không cũng đã mất hết ý nghĩa rồi. Dù sao, nhất định là thua. Được rồi, tiếp tục tu luyện đi. Nữ tử này đúng là sắp phát khóc tới nơi rồi. Trường nguyên lại ngại ngùng, khoát tay áo. Người cũng đừng có mà gấp. Cũng là có khả năng người sẽ thắng đó. Hắn đã đồng ý với hình viễn, phải làm cho đối phương thắng mới được. Cũng không thể nào tiếp tục đà kích đối phương tới mức độ không có lòng tin nữa. Có khả năng thắng. Lạc thất thất một bên lại trợn tròn con mắt ngươi đang lừa gạt quỷ sao? Ngươi chỉ cần tu luyện có 5 phút đồng hồ đã tiêu hao gần 3 cây thanh thần hương, hai chúng ta cộng lại một chút đồng tính cũng không có, làm sao mà lục công chúa thắng được ngươi? An ủi, cũng đúng là không hề có thành ý. Lão sư nói đúng, thôi, mau chóng tu luyện đi, không nên lãng phí một cách vô ích cơ hội đó. Mặc dù buồn bực, vậy nhưng Lạc Thất Thất vẫn mở miệng nói chuyện. Ừm. Phi nhi công chúa cũng gật đầu, nhắm mắt tu luyện. Mặc dù biết rằng tỷ lệ giành được chiến thắng hầu như là không có, vậy nhưng mà dù sao tu luyện ở nơi này cùng đối với linh hồn vẫn có chỗ tốt, vậy cho nên không thể nào lãng phí được. Thấy hảo hữu bị đà kích vẫn còn muốn tiếp tục tu luyện, lạc thất thất lệ nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nhìn về phía trường lão sư một cái, sau đó cũng nhắm mắt lại. Cho dù là linh khí nơi này đã bị hấp thu không có sai biệt lắm, vậy nhưng mà dùng tốc độ của nàng, nếu như mà muốn hấp thu nửa ngày cũng lại vẫn không thành vấn đề. Thấy hai người đã tiếp tục tu luyện, Trường Huyền lại xoa xoa mi tâm, dùng vu hồn để mà hấp thu, tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Nén thanh thần hương cuối cùng trước mắt, lại đúng là không tới một phút đồng hồ sẽ tiêu hao gần như không còn gì. Nếu như mà thực sự là như vậy, chẳng phải lần này tới hóa thành trì còn chưa có hiệu quả gì lớn đã lập tức phải ra đi tay trắng hay sao? Như vậy cũng hơi thua thiệt. Vậy nhưng nếu cứ tiếp tục dùng thân thể mà tu luyện cũng không cần thiết. Dù sao nếu như mà bây giờ có thể sử dụng vu hồn, không cần thiết phải bỏ gần tìm xa, làm sao mà phiền toái như thế được. Rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Buồn bực một hồi, hắn đang nghĩ có nên chờ tới khi mà nến thanh thần hương cuối cùng thiêu đốt hay không, rồi lại trực tiếp đi ra bên ngoài, lại đột nhiên thấy ánh mắt sáng rực. À, mà phải rồi, làm sao ta lại quên mất thư viện chứ? Vừa rồi, hắn lại chỉ nghĩ tới tu luyện như thế nào, ngược lại đã quên luôn cả thư viện. Ngón tay đặt vào trong ao nước, tinh thần khẽ động. Chỗ thiếu hụt. ngay sau đó, trong đầu lắc lư một hồi, có một quyển sách tức thì xuất hiện trước mặt danh sư đại lục. Trì nhãn, hóa thanh trì của huyện vũ đế quốc, trong đó có linh khí có thể khiến cho linh hồn thoải mái, lại có thể thăng lên thực lực của linh hồn. Thiếu sót đầu tiên, linh khí ẩn chứa bên trong đó quá ít, dùng vu hồn để hấp thu thì sẽ rất dễ hút dọn sạch, kém xa linh khí nồng đậm bên trong hồ. Thiếu sót thứ hai... Bên trên thư tịch ghi chép người mấy chỗ thiếu sót lớn nhỏ. Linh khí trong hồ nước nồng đậm sao? À mà phải rồi, linh khí bên trong chỉ nhãn là từ trong hồ nước này thẩm thấu tới nếu như mà có thể trực tiếp hấp thu luôn bên trong hồ nước như vậy há không phải là dùng bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu sao nhìn chỗ thiếu hụt thứ nhất xong xuôi ánh mắt của hắn sáng rực không nhịn được lại nhìn về phía ao nước cách đó không xa hóa thanh trì khí tức sao động lực lượng giao hòa vừa nhìn cũng đã làm cho người ta động lòng cảm thấy sợ hãi không có dám tới gần So sánh qua với nó, chỉ nhãn này quá là yên bình, mặc dù là có linh khí đó, vậy nhưng mà so với bên kia lại còn kém quá nhiều. Cũng giống như là đào ra một cái hố bên bờ cát trên bờ sông, chẳng mấy chốc nó sẽ hình thành một cái hố nước nho nhỏ. Nhưng mà trên thực tế, chỉ nhãn chính là do linh khí trong ao thẩm thấu mà hình thành, tự nhiên số lượng cũng sẽ càng ít. Muốn hấp thu càng nhiều linh lực của hóa thanh trì, đó mới chính là trước mắt. Chỉ là hóa thanh trì này ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm vẫn có thể hòa tan bên trong khoảnh khắc, nếu như mà bây giờ tiến vào bên trong, nhất định là ta không chịu nổi rồi. Mặc dù biết linh khí trong này rất nhiều, vậy nhưng mà tình cảnh vừa rồi vẫn còn có xuất hiện bên trong đầu y như cũ, khiến cho hắn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái đồ chơi này, ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm vẫn có thể nhẹ nhõm mà hòa tan. Hắn đây tự nhận thân thể của mình không có yếu kém, vậy nhưng mà so với cái loại vũ khí cấp bậc đó, vẫn còn kém xa. Làm sao ta lại đần như thế chứ? buồn bực nửa ngày lúc lại cảm thấy không có bất cứ biện pháp nào thì lại đột nhiên vỗ chán một cái vẻ mặt đầy sự cười khổ thân thể không cách nào có thể đi vào được vậy nhưng mà vẫn có thể tiếp tục ở lại chỗ này để cho linh hồn đi vào mà linh hồn người khác rời ra khỏi thân thể hắn sẽ phải chết không thể nào nghi ngờ nhưng hắn đây thì lại không giống vậy có được truyền thừa từ vu hồn sư từ mấy vạn năm trước vu hồn có thể ly thể hoàn toàn có thể dùng hồn phát tiến vào bên trong đó mà hồn phách của vu hồn sư khác đi vào trong ao nước nhất định sẽ không thể nào thừa nhận được dương hỏa chi lực lại có thể hòa tan binh khí bên trong đó trong khoảnh khắc sẽ bị xé thành bụi phấn nhưng hắn thì lại không giống vậy công pháp thiên đạo vu hồn cô động vu hồn không có hồn lực ngũ suy coi như là đi vào bên trong cũng sẽ không phải chịu một chút nào ảnh hưởng hơn nữa coi như là đồ vật trong ao nước này cuồng mãnh hồn phách là một vật chất vô hình vậy cho nên cho dù có bị xé nát cũng vẫn có thể hội tụ lại vấn đề không lớn được thử một chút không một chút nào do dự trương huy lại khoanh chân ngồi xuống để cho thân thể ra vẻ tu luyện còn hắn thì tinh thần khẽ động vù hồn lần nữa lại ly thể hồn phách phi hành ở trên không trung đi tới chỗ giao giới giữa chỉ nhãn và ao nước trần trừ một lúc hắn lại đưa ra bàn tay đi tới bàn tay hắn lại đi vào bên trong nước hồ ồ quả nhiên không có việc gì nhìn thấy hồn thể không bị thương tổn chút nào cũng lại chẳng có cảm giác đông một chút nào khó chịu hai mắt của trương huyền tỏa sáng chân đạp mạnh toàn bộ hồn phách đi vào bên trong ao hóa thành trì giống như là sôi lên ao nước lại không ngừng kích động lực lượng ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm vẫn có thể tùy tiện hòa tan đối với hắn lại không hề có một chút nào tác dụng hấp thu đi vài bước tới trung tâm của ao nước khoanh chân ngồi trong nước công pháp thiên đạo vô hồn lập tức được vận chuyển lực lượng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt lập tức dọc theo huyệt đạo trên người hồn phách tan vào bên trong khiến cho hồn thể của hắn điên cuồng gia tăng linh khí quả như là nồng nặc thoải mái, dành dị một tiếng, trường Huyền xém một chút nữa thì cười bật ra. Thực sự là hữu ý trồng hoa hoa không thấm, vô tâm trồng liễu liễu xanh ôm. Vốn hắn lại còn cho rằng, nương theo thanh thần hương màu chóng thiều đốt, hóa thanh trì này đã không còn tác dụng gì đối với mình. Vậy nhưng hắn quan nằm mơ cũng không nghĩ tới, linh hồn có thể trực tiếp đi vào trong ao nước, tùy tiện mà hấp thu. Linh khí trong ao so với bên trong chỉ nhãn, nhiều hơn đâu chỉ là gấp trăm lần hay ngàn lần. Hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ, không hề kiêng nể gì mà hấp thu hết. Mà phải rồi, để phân thân cũng đi ra hấp thu một chút. Tinh thần lại kẽ động. Phân thân cũng lại cần phải gia tăng hồn lực. Cơ hội tốt như vậy nếu như không để cho nó cùng nhau hấp thu, vậy thì đúng là lãng phí. Tinh thần khẽ động, cầu thông với giới chỉ chữ vật. Sau một khắc, phân thân đã xuất hiện bên trong chỉ nhãn. Vì đây phòng bị người ta phát hiện ra có tận hai trường huyền, vậy cho nên hắn đã cố ý để cho phân thân xuất hiện ở trong ao. Còn linh khí che giấu, vừa vặn cũng lại không cách nào có thể nhìn thấy được. Phần thân là do cửu thiên liên thái có cô động mà thành, hẳn là sẽ không ngại ao nước này chứ. Chất liệu của phân thân được gọi là thần vật thì tự nhiên phải mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vũ khí linh cấp trung phẩm, lại có lẽ không cần phải e ngại cái ao nước này. Trong suy đoán, lại để cho phần thân và ao nước va chạm, vẫn đúng như phỏng đoán của hắn, không có bất cứ biến hóa gì. Đi thôi. Khống chế phần thân, từ dưới đáy hồ bơi về phía giữa hồ, rất nhanh đã tới vị trí song song với vù hồn rồi ngồi xuống. Bắt đầu thôi linh hồn của phân thân cũng xuất hiện, hai đại vu hồn đồng thời bắt đầu hấp thu. Ở giữa toàn bộ hóa thanh trì giống như là xuất hiện hai vòng xoáy khổng lồ, vô số linh khí tuôn thẳng tới. Hai linh hồn giống như là cùng ăn đại bổ hoàn, không ngừng tăng trưởng, tất cả đều từ trạng thái không xây xích với thân thể bao nhiêu, không ngừng trở nên vừa cao vừa lớn. 2 mét, 3 mét rồi 4 mét. Trước đó, sau khi hấp thu xong lực lượng từ mẫu thủy của âm dương trì, vô hồn của hắn đã biến thành cao hơn 3 mét mà bây giờ lại càng thêm khoa trương hai hồn phách của bản tôn và phần thân không ngừng hấp thu lực lượng, sau hai canh giờ đã đạt tới chừng 5-6 mét. Có thể nói rằng không gì khác biệt hơn so với cự nhân. Hết chương Hết tập 161, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đồ thư quán.